không biết cô nè. Liên không biết cô đi. Liên không biết cô đi. Ai hát được gì hát. Vì bên trên chúng em hoàn toàn cáo lỗi cùng khán giả mình bên dưới. Vì thời tiết hôm nay không có được tốt, cho nên tấm lòng của khán giả mình dành cho bên trên bộ đội chúng em. Thì bên trên chúng em cũng rất là ghi nhận những anh chị, những cô chú ra đến đây trong thời tiết buổi tối hôm nay. Cho mặc dù là nó có hơi rơi rớt những giọt sương, mà tất cả cái tấm chân tình mà bà con cô bác đến đây ủng hộ cho đoàn, thì cũng như Thảo Nhi và những anh chị em bên trên đoàn, thay mặt cho chỉnh đoàn là Lộ Lộ cũng đáp nhận lại cái tình cảm mà khán giả mình đã dành cho đoàn đến đây trong từ lúc 5:30 đến 6 giờ ngồi chờ để thưởng thức chương trình ca nhạc đêm nay. Mà thật sự đoàn rất là muốn diễn cho tất cả khán giả mình đó, nhưng mà cái số lượng khán giả mình rất là thương, rất là ít, cho nên cũng còn xin cáo lỗi khán giả mình, hẹn khán giả mình chương trình ca nhạc buổi tối những ngày mà tuần sau đó, thì tuần sau thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và khán giả mình nhớ đến ủng hộ cho đoàn thứ 6, thứ 7 và chủ nhật nha quý vị. Còn ngay từ bây giờ bên trên chúng em không phục vụ cho khán giả mình được qua những tờ vé, thì để đáp lại tấm chân tình đó, thì những anh chị em bên trên sẽ phục vụ cho khán giả mình qua những bài hát chuyện tình hay là dân ca hay là nhạc trẻ. Đó là lại với em. Biết cô sẽ động này cho nó ấm cúng hơn ngày nay. Em nghe từ đó thì em không đi hơn nữa rồi. Rồi. Cô nào đi vậy? Đó, em xe về. Em đồ này là đồ mắc mà mắc diệt nó trời đánh là nó dính đó. Tại vì cái nóc đồ đó. Mà nó cho mình lên mình để cho em chụp hình để mình một cái đi ha. Ơi, cho em hỏi là vòng vòng để có chỗ nào đứng được không? Thôi, em cũng định đứng nữa hả? Chưa làm xong. Chưa làm. Ê nè, em tiến cho nó đứng nha. Vượt qua một cái tiết mục mở màn thì thôi giờ mở màn cho anh chị mình coi free ha, chứ không không mở màn bữa nay thì các anh chị coi công sức tụi em tập từ lễ cũng ổn. Ví dụ giờ thì cũng có lên kim nào đó, mình mở màn xong thì 550% lương rồi cho tụi em cà phê tám ha. Rồi cảm ơn nhiều. Dạ mở màn, mở màn nó chưa nha, mở màn nó chưa chị ơi. Nhớ dù là 50% này là quay kỹ nha, rồi gửi nó liền cho em nha, nhớ luôn cái lần này giùm em nha, gửi cho nhóm nha. Rồi chị tính có 50% vậy, 100%. Ok. Cái này mẹ lấy hết nè con. Ladies and gentlemen, welcome, welcome, quẹo nữa. Hả? Welcome. Sẵn sàng chưa? Em cái đẹp không? Trời ơi, tôi quẹo tập bà đây bây giờ. Ladies and gentlemen, welcome lớn con sô mở màn rồi. We'll be right back.
Anh hôm nay ông dài thôi chứ người ta là anh trai. Miếng này vô hẻm nha. Miếng thái á mọi người ơi. Hôm nay có Phú diễn xuống diễn mà bây giờ phải xuôi dê luôn. Anh cướp xong rồi chưa? Bữa nay con ổng tôi đi tắm chút rồi. Làm quá học bài rồi nè. Làm cái này đáng lẽ em phải lưng hát bài luôn mới chi ngào. Trời ơi. Tiền. Sao đâu. Trời. Không muốn đem hát. Buồn quá à, hy vọng là tuần sau trời sẽ nắng mọi người ơi, và mọi người hãy nhớ đến ủng hộ tụi em nha. Chứ kiểu này hoài là chị lỗi em cũng hơi chị lỗi em cũng hơi đau người, đau ruột. Từ từ nha, cái chuyện nó bạn cửa đó ha, kẹt cửa đó. Trời ơi, buồn quá. Chậm chậm thôi đó, nghe từ từ thôi. Bây giờ là đoàn đang phải dọn đồ để về hết á mọi người ơi. Bởi vì ngoài trời mưa cho nên là hôm nay đàn óp không có diễn được, khán giả không có đến được nhiều.
các chị em chỉ có đã chào sân khấu rồi biểu diễn cái màn mở màn cho khán giả đang đã đến ở đây cho khán giả xem, và sau đó là mọi người bây giờ đang thu xếp dọn đồ để về lại Sài Gòn. Đây An An đây, cả nhà rửa mồ hôi hết trơn. Hôm nay thì cảm xúc cũng hơi là buồn xiêu xiêu, nhưng mà thì thôi, trời định vậy rồi thì vậy thôi. Thì An Phi cũng xin chúc cho các thành viên của mình Tết vui vẻ. Ôi la la. Ra gặp hoàng hậu cái coi. Hoàng hậu này. Châu Kha nè. Hai chị em đang dọn mình thơ đi. Thảo Nhi mình dễ nè. Buồn sao buồn buồn hết gì hết gì sao bị ốp đàn diễn con đây ốp diễn rồi sao cái gì vậy. Chị em thương nhau ăn ăn mọi người ơi, lật tổ ăn lật tổ đi, hy vọng bữa sau may mắn thôi. Cô gái học sao chị biết khóc mà biết sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Trời mưa, em muốn khóc như chị Ba nha. Ra đâu rồi? Trời ơi, ai đây? Tóc xù. Cô gái chúng ta đã thay đồ. Nhã Di. Em bữa nay em biết sao em đi lên tới đây cái tỷ cái bóp rớt nó mất tiêu. Chết. Mất tiền nữa hả? Không phải mình em rớt mà trong đoàn ai cũng rớt cái bị rớt cái bóp á. À rồi. Mưa ướt hết. Rớt cái bóp mất tiêu rồi. Mưa gió không hả? Cái đầu bị gì đó hả? Trời đánh. Ôi vậy đánh gì? Mất cái bóp. Mất bóp gì? Lát về kiếm má. Mấy triệu? Kiếm không? Kiếm đi lộ kiếm. Đi lộ lại. Sao khóc nè mọi người ơi, mọi người ơi, thật sự là em cũng không nghĩ là nó như vậy luôn. Thế cái chuyện nó đã tới bất ngờ quá. Chẳng làm mặt đây làm nữa, hai đứa mình đi hát đám ma đi. Dùng dạ anh ơi, tại sao lại chuyện xảy ra như vậy ông trời ơi, tại sao lại đối xử với BD như vậy. Khóc quá, khóc hơn nước mắt không còn nước mắt lờ tiếng lệ rồi. Đây là những khán giả đã đến ở Kawayo mọi người. Không có bao nhiêu khán giả hết, nhưng mà những người đã đến thì đang cũng biểu diễn cái phần mở màn như là tặng cho khán giả đã đến đây. Mưa làm chi à, ngoài trời vẫn còn mưa. Em ơi, em ơi. Giờ là mọi người đang chuẩn bị dọn dẹp để về lại Sài Gòn đó mọi người ơi. Mình khán giả đã đến rồi thì mình không có lên đèn phục vụ được thì mình sẽ tấm lòng của người ta chung tuổi. Mình biết sao giờ. Hy vọng bữa sau mình sẽ được. Dạ đúng rồi. Có gì chi bùi rồi, nhắn tin chi bùi lát rồi đó. Sao chúng ta sẽ hoành tráng hơn. Khán giả nhớ đến ủng hộ đàn là thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Anh cũng đi mà ngày mai anh mới đi. Mai đi riêng. Người ta chân âm mấy gấu vô. Dọn dọn vô kìa. Hiểu ơi, gấu này vô sơ luôn. Chung Huy nè. Chung Huy đang buồn. Chung Huy đang buồn. Nó không có Nguyễn Chung rồi. Nó hoài luôn.
động đi hoài. Thì là làm cái đầu buồn. Không phải là buồn vì chuyện tình cảm mà là cái mưa gió vậy thì buồn thôi mọi người. Vậy bữa sau mình có diễn lại cái buổi chủ đề này hôm nay không? Ok, nếu mà bữa sau mà được nữa thì sẽ xin là diễn lại chủ đề ngày hôm nay. Tại vì bữa nay mọi người mặc đồ rất là đẹp. Đúng rồi, tâm sức tập luyện nữa. Không, tập luyện thì cũng một ngày. Cũng một buổi một ngày thôi, nhưng mà chỉ là khán giả không đến xem được nhiều quá thì nó cũng hơi tiếc. Hoàng hậu ơi, tay chân mình vô nè Hoàng hậu ơi, né em Hoàng hậu. Chân luôn đi Hoàng hậu ơi. Đúng. Mọi qua ai kẹt vậy? Trời ơi, để tao. Đi em chị Hương vô. Hay là kéo đi cho ok. Khiên đi, khiên đi. Anh Đức hả? Đó rồi. Người có thương thằng tôi nghệ sĩ, chứ đừng có thương hay đến với đò hay đến với ca qua gió trong những đêm mưa. Con đang để xô buồn. Con đang để xô buồn hiu luôn. Tết nha cả nhà, ai muốn vé có vé bot là muốn tuyển không? Chưa. Trời đâu mình lo dọn ghế nè, xếp gấu nè. Làm hết như chị con trai. Những cái cảnh hậu trường nè, phải quay lại cho khán giả thấy cụi rất là giỏi. Ai? Hai cô gái của chúng ta. Trời mưa lắm phải không? Con khóc nữa. Vô coi. Mà tại sao trời không nả? Nặng á. Nả. Được không? Được không? Được lắm. Đến cuối rồi đó. Cỡ vô nè.
Đây là trong kho để dụng cụ của đoàn. Dựng ở đây gì vậy? Cổ quá, có làm bằng bè tới làm đàn ông. Giới tính linh hoạt, giới tính linh hoạt, nhưng mà không có linh hoạt gì đấy. Để cho nói. Kêu mọi người. Đang giải trí tiền sao? Sao vậy chứ? Cái mặt anh ngang sao vậy? Nhà tuần sau nghe cả nhà ơi, thất thứ mọi người là tuần này cũng như tuần này xem nhiều tiết mục rất là hay cho mọi người. An, chị My, chị Luật, chị Ánh Phương, Lý Âu Thảo đặt được tiết mục có sức cách cho mọi người để phục vụ cho mọi người, cho khán giả Bình Dương và cũng như là khán giả của Giải Trí Việt. Nhưng mà tại do thời tiết hơi xấu thì nên đài hot thì An cũng như là chị Lung My, Ánh Kim và Lý Âu Thảo hẹn cả nhà tuần sau sẽ có tiết mục hoàn chỉnh xuất sắc cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người. Cái chiều lấy cái đèn mỗi hồi giờ dột ra dọn ngồi lấy cái chiều. Dạ sao? Mày lên, cái sợ. Sao anh Minh? Anh Minh hả? Anh Minh, Nguyễn Văn Minh mọi người. Hai lẻ, hai lẻ, hai ngàn. Thôi đi biển được mấy năm xong giờ vô TVD. Còn em là tên Quang. Nick Facebook là gì nè, cho mọi người kết bạn. Quang Nguyễn mấy ngàn nha. Và ai muốn biết là anh em như thế nào thì mọi người hãy add Facebook Quang Nguyễn cả nhà nha. Còn xin Zalo luôn không? Nếu nó cho luôn cũng được. Thì cũng được ha. Không kết bạn Facebook đi, thôi kết bạn Facebook. Kết bạn Facebook chứ An An trước cho mọi người là số điện thoại là tào lao. Facebook tên Facebook của An An là Quang Nguyễn. Số Zalo là 0903712042 cũng như là số điện thoại Quang An hiện đang xài hiện tại. Các bạn kết bạn với số đó thì các bạn ghi là fan Sài Gòn Tân Thời thì An An sẽ ép cho cả nhà nha. Cảm ơn người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Fan ruột của chị Lô mà. Fan ruột đó. Một thời vạn động đó cả nhà ơi. Mọi người mới thấy mà mấy cái clip mà ngồi ở trên đầu đó. Quang Nguyễn đó mọi người. Anh chồng em. Mọi người thấy cái thằng mà ôm gấu trong MV đầu tiên của Loan á. Chồng em. Đang bàn vụ gì vậy Nhi? Mọi người đang bàn vụ gì vậy? Là chiều đi trên xe đó, nghe ca gần vợ không? Chiều này cho con Ngọc Nhi nó là chiến xe âm nhạc, nên nó là hát phục vụ giao lưu thôi. Rồi đi về nó không hát được. Bây giờ đúng luôn. Bây giờ là phục vụ âm nhạc đó. Lại bây giờ là đang truy tìm thử coi là ai là người. Nói chung là xong rồi giờ bấm nốt cái chiều cắt nó luôn. Bấm cho nó đi hát nữa. Cô đây có nhà mày thủ hạ nè, thủ hạ đúng không? Đây bắt cạn cái gì? Nói là không được, đó là chiến xe âm nhạc. Không nha. Không, bây giờ em không được nói gì hết, em im lại. Em im lại. Em im lại. Hát bài gì đi bé? Hát bài gì? Ok, cho hát rồi coi, hát bài gì? Không hát nha. Hát rõ ràng. Đây. Ta mưa dông hương quả nè. Đây. Đây nè. Vô làm chứng. Đây. Đây, ô mồi, mọi người nói là em do quả làm MV mưa hồi thời chiều lên dạ, trên xe. Nó quả làm MV mưa. Trời xa mưa giông mưa buồn con bài chứ.
đồ cũng lạnh lùng, bó mặt dòng sông nên không có tiếng đồ. Mọi người ơi, tất cả là tại chị Ánh Nguyệt, vợ của anh chàng tên là Trương Văn Út. Nếu như mà chị đó không bấm nhạc chị Nguyệt có là chị Nguyệt. Chị Nguyệt có bây giờ Nguyệt thiệt rồi nè chị. Chị Nguyệt nói là do em hát. No, đừng có đỡ ngồi. Dọn. Có hoàng hậu kìa. Hoàng hậu làm gì đó. Dân ơi. Dân hồng. Dân. Dân. Thì nó mới đúng như cái câu mà ông bà ta nói á, nâng lên được thì hạ xuống được đó. Thì đó. Nâng lên được thì phải hạ xuống được. Thì đó. Câu hỏi thì hỏi tại sao thì đó. Đúng như câu người ta nói, nâng lên được thì hạ xuống được đó. Trời ơi, 30 chưa phải là Tết. 30 chưa phải là Tết. 30 là cháu bồ mày. Ai à? Có vẻ như là gần vui nhỏ. Mùa về đi đâu? Đêm hay chờ đến đạp Tết. Hạ xuống kìa mọi người. Đường dài nó lấy chữa hay. Đi bay chờ chết ăn hết. Hôm nay con ăn được hết. Cùng với thầy bộ. Có thầy xô lên lên lên. Thầy xô lên là chương trình. Gì dạ, ta đang quay cả. Cái gì vậy? Trời ơi, trời. Có thầy. Đừng có làm cái đó cái đồ lạ đó trên anh cũng được người ta. Chị Út hả? Chị Út bấm nhạc à? Bà làm bà cho uống hai lốc nước miễn phí. Đúng rồi. Tại vì chị nói á, thấy tụi em dọn dẹp phụ á, cái chị ngại của chị mua nước cho uống, rốt cuộc cho uống nước được. Rồi bây giờ tụi em ăn trái đắng. Người ta cho ăn trái đắng, người ta cho uống nước đường lại nha. Người ta cho bù qua sức lại. Có là bỏ. Đó, bây giờ là các chị em trong đoàn là phải hạ cái bát rau đằng sau xuống mọi người, tại vì cuối tuần sau khi diễn xong là phải hạ bát rau xuống, rồi qua tuần sau khi đến diễn lại xuống Bình Dương thì phải dựng bát rau này lên lại. Thank you.
Gòn mà trên Sài Gòn cũng ốp luôn anh đi. Ốp luôn hả? Nó còn nó về rồi. Ốp luôn hả? Rồi. Sài Gòn luôn hả? Nãy đi ngồi coi lấy chiên cái lộ á. Chiên ảo lấy cái tấm lạc rồi nè. Trời ơi. Thảo thôi. Thảo tấm lạc đi rồi. Rồi chắc ngồi lên của chiên ảo thôi. Tấm ra tấm ảo tấm ra đó. Nè con Nhi nè. Trời ơi đi bỏ quên kìa. Đó mọi người ơi, bây giờ các chị em hãy ra xe để về Sài Gòn nè. Châu Pha ơi cùng trang điểm. Vô đó. Về.